Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm rau tiến vua nhé. Hay là nhiều người gọi là rong biển, nhưng thực ra nó là rau tiến vua, rau khô. Mình sẽ xào với thịt nhé. Ở đây là mình sẽ ngâm với nước vo gạo cho rau, rau nó sạch và nó mềm ra nhé. Ngâm khoảng 10 phút. Sau đó mình mang đi rửa sạch và thái khúc nhé. Đấy. Khi mà xong thì mình sẽ thái khúc như này, xong cho thêm ít cà rốt, ít hành tây và thịt. Đây chúng ta có thể dùng thịt lợn hoặc là thịt bò nhé. Và phi thêm ít hành tỏi nữa vào để chúng ta xào cùng. Nó sẽ rất là ngon. Thịt thì thái miếng mỏng ra nhé để chúng ta xào nhé. Món ăn này vô cùng ngon. Và trước khi xào thì mình sẽ ướp với một chút dầu hào, muối, hạt nêm và ít dầu ăn để cho cái thịt của chúng ta nó mềm ấy. Thì khi mà xào nó rất là ngon mà nó lại ngấm gia vị rồi ấy. Thịt bò thì các bạn cũng vẫn ướp như vậy thôi. Cách làm thì vô cùng đơn giản thôi. Ướp xong này đảo đều và để khoảng 15 phút cho thịt ngấm. Trong khi đó thì mình sẽ đi phi thơm hành tỏi để chúng ta xào lên cho nó ngon nhé. Mà nó thơm ấy. Ướp xong này đảo đều lên các bạn nhé. Rồi mình chờ đợi thôi cho nó ngấm. Cho ít dầu ăn này cho nó mềm thịt và tí nữa xào nó ống nó ngon hơn. Dầu hào cũng vậy, cho vào nó rất là ngọt và ngon. Đảo đều lên cho mình nhé. Để khoảng 10-15 phút là được. Đấy, sau đó mình sẽ đi phi thêm cái hành tỏi cho nó thơm lên. Vàng hơi xém một chút như này. Sau đó mình cho thịt vào mình xào trước. Xào thịt chín khoảng 70-80%. Thì sau đó mình bỏ ra và mình xào rau củ quả nhé. Làm thành hai lần như vậy, lần xào thịt một lần xào rau củ quả, thì khi đấy thì rau nó sẽ ngon hơn, không bị nát quá và thịt nó cũng chín, nó không bị khô ấy, nó mềm nó ngọt ấy. Đấy, khi mà thịt nó chín tái như này thì mình sẽ vớt ra và mình sẽ đi xào rau, cho thêm một chút dầu ăn nữa vào. Chúng ta sẽ xào rau cà rốt này, rau này, tiến vua này, mình cho vào mình xào, cho thêm ít dầu hào, ít hạt lêm nữa vào là được. Chúng ta xào cho nó xím sơ đi, sau đó đổ cái thịt vào chúng ta xào cùng cho hòa quyện vào nhau là được nhé. Món ăn này rất là ngon và đơn giản. Ăn cái rau tiến vua thì giòn sần sật, thêm với ít cà rốt và ít hành nữa vào cực kỳ ngon và hấp dẫn nhé. Cho ít hạt lêm và ít dầu hào nữa và xào như vậy thôi. Cho lửa vừa và nhỏ thôi, không cho to quá. Cái rau này nó khô ấy, cho to quá thì nó sẽ làm rau của chúng ta nó bị cháy ấy, nó sát chảo. Cho lửa vừa như vậy. Và khi mà xào nó cũng bắt đầu nó mềm mềm như này, ngấm gia vị rồi thì mình đổ hết thịt vào, chúng ta xào thêm khoảng 3 đến 5 phút nữa cho thịt của chúng ta chín là được. Rồi sau đó cho thêm ít hành lá vào ăn cho nó ngon ấy. Đây là cách xào của mình ấy, vô cùng ngon và hấp dẫn. Bạn nào ăn cay thì cho thêm vài nát ớt nhé, còn không thì cứ làm như này giống mình nhé. Nếu mà với thịt bò thì chúng ta cho ít mùi tàu vào. Còn với thịt lợn như này thì mình cho ít hành lá vào. Và trước khi tắt bếp thì mình cho thêm một ít bột ngọt nữa vào để cho món ăn nó ngon hơn. Cho ít thôi nhá. Và bây giờ cho ra đĩa và thưởng thức thôi. Vừa ngon và hấp dẫn. Nó có một chút nước sốt này để chúng ta rưới với cơm chúng ta ăn ấy. Đây là một cái món ăn rau xào với thịt cực kỳ ngon nhé. Và đưa cơm nhé. Nếu các bạn thích thì có thể làm giống mình nhé. Đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những video hữu ích của mình. Xin chào các bạn.